Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một cây máy bơm nước này và hai cây máy thổi lá hàng hai thì bác nhá. Đây là máy thổi lá đeo vai công suất lớn hàng Nhật bãi. Đó, cái này là hàng hai thì trước mình thổi lá điều cao su sầu riêng, thổi công trình. Còn máy bơm nước thì trước mình đi tưới tiêu hồ điều các bác nhá. Đó rất là tiện luôn. Đó, sử dụng động cơ xăng. Đầu tiên bác xem video thì nhớ nhấn subscribe like này, đăng ký kênh của Trường Thông Báo. Mã hàng là 0862 567 746. Số điện thoại liên kết sử dụng ở Zalo bác nhá. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc đến nơi bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái. Bảo hành nòng điện cho bác là 12 tháng nhá. Đó, bác xem video thì nhớ subscribe like. Đó, đầu tiên em có một cái máy bơm nước. Đó, con này đến từ thương hiệu Zobin. Con này là ECO 25GR. Đó, con này được trang bị công suất là 25cc, nó made in Japan này. Con này thì máy rất là nhẹ luôn. Đó, có hai cái chắn này xách đi xách lại thoải mái luôn các bác nhá. Con này động cơ 2 thì, đó con này bên em dọn ngon lành hết cho bác rồi này. Đó, con này rất là nhỏ gọn, nó chỉ trọng lượng rơi vào 5kg thôi bác nhá, xách đi xách lại thoải mái luôn. Đó, để giới thiệu chi tiết nào. Đây là họng ra, họng vào và xả đều có bác nhá. Cái ống này thì con này thì rất là khỏe luôn. Đó, con này thì bơm cao khoảng được tầm 35m các bác nhá. 35m hút thì cực kỳ là sâu, hút khoảng là 15m. Đó, nếu mà từ dưới giếng lên. Cái dòng này thì bác nào mà nơi nào mà không có điện các bác nhá, hoặc bác nào mà chả xa nhà đó mà không có điện thì bác tham khảo được cơ xăng này. Đó, trước mình tưới tiêu hồ điều hoặc là tưới rau riết các bác nhá, hoặc là bác hút từ trên dưới hoặc là lên đồi. Đó, tưới những cây ở trên cao. Đó, đặc biệt con này cực kỳ là khỏe luôn. Cái thứ hai thì được trang bị là chế giang ngang này, cực kỳ lợi xăng luôn. Đó, con này bên em đã dọn ngon lành hết cho bác rồi nhá. Đó, cái chắn cầm đi sạch lại thoải mái luôn, 5kg. Đó, bình xăng bình siếc này. Một bình xăng này thì bác lưu ý động cơ xăng phá nhớt các bác nhá. Đó, tưới được khoảng tầm tiếng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi gì đó, chạy thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Con này liền lạc, trục chặt trợ lực, giật con này thì bao nhạy nổ luôn cho bác nhá. Đó, cây này giá là 1.500.000 bao ship. Đó, giật con này vô cùng là nhẹ nhàng luôn. Rồi, test nổ bác nghe tiếng máy này. Và công tắc bác gạt lên sao ạ? Đó, gạt xuống. Lên được bác tắt, gạt xuống bác bật. Đó, em hơi nhầm một chút. Đó. Rất là nhẹ nổ luôn. Rồi, cái máy bơm nước này thì để cho bác giá là 1.500.000 bao ship con nhá. Đó, rất là liền lạc luôn. Đó, 5kg, sạch đi sạch lại thoải mái luôn các bác nhá. Rất là VIP. Tiếp theo, đó, em có hai cây máy thổi lá. Hai cây này đều đến từ thương hiệu của Hitachi. Con này được trang bị công suất là 65cc BHA 6510. Đó, chế giang ngang này, dây xăng các thứ nhá. Con này thì hàng bên em vừa được rửa dọn xong bác nhá. Đó, vừa được rửa mang ra phơi. Và bác nào chốt thì mai em sẽ gói đi cho bác nhá. Bô bọng trắng tươi. Cái dòng này trước mình thổi lá điều cao su sầu riêng, thổi công trình. Ngoài ra con này ống dài, ống riếc là 1.5m các bác nhá. Đó, được cái học công tắc tay ga bóp trên tay luôn. Đó, cái hàng này là hàng 2 thì. Đó, tua của hàng 2 thì cực kỳ là cao, 65cc. Trước mình thổi lá điều cao su sầu riêng, bác thổi công trình các bác nhá. Đó, hai cây này đều đến từ thương hiệu gia chi hết. Bên em vừa được rửa dọn xong này. Đó, các bác nào chốt cả hai cây hoặc mua về bán hoặc là kinh doanh các bác nhá, em sẽ để giá mềm luôn cho bác luôn. Nếu chốt cả hai cây trở lên thì em sẽ bớt cho bác chút 65cc cho hai cây. Đó, đẹp thiếu cùng luôn. Đó, hàng Nhật bãi cực kỳ là VIP nhá. Đó, dây xăng các thứ thay rất là cẩn thận, ngon lành hết cho bác rồi. Ngoài ra được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Đó, mặt trước này. Đó, sản phẩm bác mua máy thổi lá thì em sẽ tặng bác là rũa này, à tặng bác là đồ nối ống này, tiếp mở buji nhá, dây đeo các thứ đầy đủ. Hai cây này rất là đầy đủ luôn. Đó, thì em sẽ test cả hai cây luôn cho bác. Đó, hai cây này thì quá là đẹp, xuất sắc thì em không có giới thiệu nhiều. Đó, cực kỳ là VIP luôn. Ngoài ra máy rất là nhạy nổ, hàng nguyên dinh nguyên bản các bác nhá. Ống dẹp này bác thổi công trình các thứ này, lá điều cao su cực kỳ thoải mái luôn. Rồi, hai cây này đều đồng giá là 2.500.000 bao ship các bác nhá. Test nổ bác nghe từng máy này. Thích hợp luôn trên tay. Đó, cây số 2 test luôn cho bác này. Tài luôn bác nhá. Rồi, hai cây này đồng giá là 2.500.000. Các nào có thêm sản phẩm thì bác liên hệ trực tiếp qua là 0862 567 746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.